Thế giới hoàn mỹ tập 369, lựa chọn. Năm đại cao thủ của Thánh viện đều nhận lấy kết quả thua trận, không ai là đối thủ, đều bị Thạch Hạo đánh tới mức máu nhuộm trời cao, kết cục thảm bại. Trên bầu trời, đám người đứng trên hồ lô bắn xương trắng đều trầm mặc, hiện giờ ai có thể lên đài nữa đây? Trong thiên thần cảnh đã không có một ai có thể ngăn cản được thiếu niên anh tài kia nữa rồi. Mái tóc ngượt mà của Vương Hy ngang eo, đôi mắt đẹp trong veo, thêm một lần nữa nàng cảm nhận được vẻ sâu không lường được của thạch hạo, mạnh như thánh viện mà cũng không hề có một ai có thể áp chế hắn. Loang thoáng, nàng cảm nhận được sự uy hiếp, Hoàng vẫn còn chưa thật sự trưởng thành, vẫn chưa đạt tới đỉnh cao nhất của nhân sinh mà đã như thế rồi, vậy tương lai sẽ như thế nào nữa? Lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng thay cho gia tộc, trêu chọc một người trẻ tuổi như vậy thì tương lai sẽ ra sao? liệu sẽ có một ngày hán uy hiếp ngược lại quái vật khổng lồ của vương gia hay không người của tiên viện cũng chẳng nói gì vũ vô địch thua cuộc ngay cả hóa thành bản thể là cưu u ngao cũng không phải là đối thủ hiện giờ đã không một ai có thể nghinh chiến nữa trừ phi có người mạnh mẽ như tiểu thiên vương ở thiên thần cảnh xuất thủ nếu không thiếu niên với mái tóc dối bời đang đứng trên võ đài kia sẽ trở thành người vô địch người số một trong thiên thần cảnh rất nhiều người trầm tư suy nghĩ trận chiến hôm nay hoang đã thành công mơ hồ có thể nhận ra được uy thế của hắn danh hiệu này thuộc về hắn cũng không tính là quá đáng dù sao chiến tích vẫn sờ sờ nơi đó tạm thời hai viện không ai có thể áp chế được không nghĩ tới hoang lại dũng mạnh như vậy sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng yêu nguyệt công chúa than thở trên cây cầu đá hình vòm người của tiên viện nghe thế thì tỏ vẻ không thích rất nhiều người há miệng muốn bắt bẻ thế nhưng lại không biết nói ra sao dù sao cuộc đại chiến ban nãy đã rõ như ban ngày sau sự yên tĩnh ngắn ngủi thì thư viện thiên thần tựa như vỡ ảo hoàng đánh bại tu sĩ hai viện thật sự đã làm cho cả thư viện thiên thần kinh ngạc không thôi học sinh của viện này mặc dù biết hoang rất mạnh sức chiến đấu vô cùng đáng sợ thế nhưng không một ai dám tin tưởng hắn sẽ giành chiến thắng dù sao thực lực của hai viện quá mạnh mẽ ai nghĩ tới người chiến thắng cuối cùng lại là hoang là thiếu niên của thư viện thiên thần đây là người số một trong thiên thần cảnh ư tâm trạng của nhiều người trong thư viện vô cùng phức tạp thật sự không thể tin rằng người của thư viện mình lại giành được ngôi đệ nhất lòng kính nể của mọi người đối với thạch hạo càng tăng cao cảm thấy vô cùng khiếp sợ đồng thời rất nhiều người cảm thấy chút khó hiểu với hai viện thiếu đi vẻ tôn sùng trước đây một thiếu niên đã đánh vỡ thần thoại thư viện thiên thần lấy yếu chống mạnh vượt qua cả hai viện hà hà thế nào hà tiền viện thì thế nào chứ gì mà cựu u ngao là người mạnh nhất trong thiên thần muốn áp chế hoang không một ai có thể tranh giành rồi sao không phải đã bị hoang đánh bại à người của tiên viện không thấy xấu hổ hà 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 hoang là huynh đệ của ta xa xa tên mập tào vú sinh đầy hồng hách lên tiếng chế nhạo chư hùng của tiên viện ố là la đang tiếc quá đi mà tự dưng lại để con cựu u ngao kia chạy thoát chứ ta muốn nếm xem thử nó có mùi vị ra sao, ta đoán rằng món hấp là ngon nhất. Dù gì cũng là đời sau của thập hung mà lại trong đất trời này có thể bắt gặp được mấy con chứ, thỏ nhỏ tỏ về tiếc nuối. Đám người giở khóc dở cười, nhóm người thanh y, cô Kiếm Vân cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Sắc mặt của người tiên viện đều tái nhợt, quá đáng ghét mà lại còn dám nói như vậy nữa ư, ừ, là cố ý sát muối vào vết thương, là đâm trọt khiến bọn họ nổi điên mà người của thánh viện cũng muốn cười to thế nhưng khi nghĩ tới kết quả thất bại của viện mình thì khoái miệng có chút co giật việc này còn khó coi hơn cả khóc bởi vì bọn họ cũng thảm bại không kém năm đại cao thủ đều bị đánh cho phun đầy máu tươi có thể chỉ mỗi mình thư viện thiên thần mới có thể cười được còn ai muốn lên đài nữa không thạch hạo hỏi mọi người không nói gì không một ai tiến bước Người của tiên viện rất lúng túng, trước đây không lâu còn rất ngạo mạn, tuyên bố sẽ trấn áp hoang, nhưng hiện giờ thì ai dám chạm trán với uy phong của hắn chứ? Xa xa, ánh mắt đầy địch ý liếc nhìn Thạch Hạo, bất ngờ bị hắn phát hiện và xoay người nhìn lại. Nguyên Thanh Lại là Nguyên Thanh, hắn cũng tới và đang đứng bên cạnh một lão quái vật của tiên viện với thái độ kính cẩn, thì những ánh mắt khi nhìn Thạch Hạo thì lại chẳng hiền lành chút nào. Việc này khiến Thạch Hạo nổi lên một lớp da gà, cảm thấy như đang bị một con rắn độc đang âm thầm chú ý, da thịt chợt có vẻ lạnh giá, lông tơ toàn thân dựng thẳng. Thạch Hạo rất muốn một đao chém chết người này, thế nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ, đối phương đã là nửa bước trí tôn rồi. Nguyên Thanh khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng rồi gật đầu chào hỏi hắn, lúc này trông rất là ôn hòa nhã nhặn ít nhất cảm giác mà mọi người cảm nhận được là hắn mang theo vẻ tán thưởng dành cho thạch hạo là đang quan sát một hậu bối vô cùng xuất sắc nguyên thanh cũng không có ở lâu mà nhanh chóng xoay người rời đi tựa như có chút việc gì đó chỉ là hàn huyên vài câu với lão quái vật của tiên viện cùng với một ông lão của thánh viện mà thôi tiếp đó thì đại lễ rời đi thạch hạo biết Nguyên Thanh từng tu hành ở hai viện này, mặc dù bản thân có tư chất không cao làm thế nhưng quen biết được một vài nhân vật cao tầng, hành động lần này quả nhiên là không hề sai. Việc này làm Thạch Hạo khẽ nhíu mày, hắn nếu như tiến vào hai viện thì chắc chắn sẽ ngầm ám toán lên người mình, hắn cần phải cân nhắc thật kỹ càng. Tu hành không dễ, Thạch Hạo có thể đi tới bước hôm nay thì chắc chắn đã vượt qua rất nhiều cửa ái sinh tử khó khăn. Hắn cũng không muốn vì đối đầu với một kẻ tiểu nhân mà rước lấy mầm họa không đáng có, sẽ chết trên con đường tu hành. Thạch hạo nhìn bóng lưng của Nguyên Thanh đang rời đi rồi thoáng suy nghĩ, hắn tới đây có ý gì, là cố ý diệu võ dương hoai, là xem thường mình hay là đang cảnh cáo. Hà hà, đa tạ, Thư viện Thiên Thần ta thắng rồi, một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cười lớn. Trưởng lão của hai viện tuy rằng không vui thế nhưng vẫn dồn dập đáp lại thư viện thiên thần thật không tệ, sinh ra một vài hạt giống rất tốt. Nhân tài như thế này nếu như tiến vào viện ta thì chắc chắn sẽ tỏa ra hào quang sáng rực. À, thiếu niên bực này mà trưởng thành ở viện ta thì tương lai càng thêm trói mắt, sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của viện ta. Hai ông lão của hai viện cười ha hà nói. Trưởng lão của thư viện thiên thần không cách nói cười nổi nữa là xem thư viện thiên thần như vườn ương, những hạt giống tốt sẽ bị tuyển chọn và di chuyển vào trong vườn của người khác. Tiểu Kim, sắc mặt của ngươi như thế là có ý gì hả? Nên biết, hạt giống tốt khi được tiên viện ta bồi dưỡng thì sẽ càng thích hợp hơn. Dù sao nơi đó mới có những đất đai thích hợp để chúng trưởng thành. Một lão quái vật của tiên viện cười hít mắt rồi vỗ vỗ bà vai của một vị trưởng lão của thư viện thiên thần, cũng chỉ có lão mới dám gọi một vị trưởng lão là Tiểu Kim. Dựa vào gì mà phải tới tiên viện, tới thành viện ta mới là con đường đúng đắn nhất, Kim pháp nhất định sẽ thắng cổ pháp lão quái vật của thánh viện lắc lắc đầu nghiêm túc nói. Người đang nói gì thế hả? Lẽ nào muốn tranh với tiên viện ta hả? Lão quái vật của tiên viện cười lớn thế nhưng nhuệ khí bức người. Có gì mà không dám? Lão quái vật của hai viện tuy rằng không có cãi nhau dữ dội, thế nhưng trên vẻ mặt tươi cười đều ẩn hiện phong mang, muốn tranh giành học sinh của Thư viện Thiên Thần. Thông qua một người như Thạch Hạo đã khiến bọn họ ý thức được, Thư viện Thiên Thần tuyệt không đơn giản, chắc chắn có một ít hạt sống tốt. Sau đó thì có người tới mật báo cho những lão quái vật này, kể rõ tưởng tình cho bọn họ biết. Ồ, còn có người cùng cấp bậc với hoang nữa à? Dạ, từng có người giao thủ với hoang ở dưới ba ngàn châu, lúc đó cũng chưa phân ra thắng bại, sau khi tiến vào thư viện thiên thần thì vẫn chưa quyết đấu sinh tử. Có người bẩm báo và nhắc tới thập quan vương, trích tiên. Đồng thời, có người nhắc nhở đám lão quái vật này, một trong số đó có nắm dư cây non thế giới thủ, lúc này liền thu hút sự chú ý cực cao của bọn họ sau đó không lâu cũng có người lên bẩm báo trong thư viện có người sở hữu một hạt âm dương chủng hoàn mỹ còn có một người là đời sau của người bảo vệ cũng có dáng vẻ oai hùng vô địch không đơn giản nhìn lầm rồi chúng ta đúng là coi thường thư viện thiên thần quá mà đáng để coi trọng đó nghe một lão quái vật than thở Thạch Hạo từ từ bước xuống võ đài, đám người thanh y, Tào Vũ Sinh nhanh chóng tiến tới chào đón, ai ai cũng lộ vẻ mừng rỡ và chúc mừng Thạch Hạo đại thắng. Ngay cả ma nữ cũng xuất hiện và cũng chẳng hề gây xung đột với thanh y. Có người tìm tới Thạch Hạo và âm thầm mời hắn tiến vào trong tiên viện. Thạch Hạo liếc nhìn đám người trên cây cầu hình vong kia, rất nhiều người trong đó lộ vẻ thận thờ, thế nhưng Tiểu Thiên Vương lại đang mỉm cười gật đầu chào hắn. Yêu Nguyệt Công Chúa cũng ra hiệu điều thị vẻ chúc mừng. Thạch Hạo không có đưa ra quyết định ngay, bởi vì hắn muốn biết tiên viện sẽ cung cấp những gì cho hắn, liệu sẽ đưa ra hạt giống cổ hoàn mỹ hay không. Người của thánh viện cũng tới, dù đi dáng vẻ cao thượng và thật tâm mời Thạch Hạo gia nhập viện bọn họ. Xa xa, trên gương mặt tuyệt trần của Vương hy Lộ vẻ kỳ lạ, nàng không nghĩ tới Thạch Hạo lại đi tới một bước này, ngay cả trưởng giả của thánh viện đi mời chào hiện giờ trong lòng nàng chẳng hề dễ chịu chút nào, bản thân mình nên tiến vào thánh viện hay là tiên viện đây. Mấy người thập quan vương, trích tiên, lục đà, huyền côn cũng được vây quanh, trở thành mầm tiên được hai viện cực lực tranh giành, ai cũng muốn đưa bọn họ về viện của mình. Ngay cả mặc đạo, tu sĩ dị vực mà Thạch Hạo đã hàng phục cũng trở thành đối tượng được hai viện tranh đoạt, bọn họ muốn tham thính đôi chút tin tức có giá trị từ hắn. Ngoài ra, bởi vì thanh y kết hợp với một vầng thanh nguyệt, nghi rằng là chân tiên chuyển thế cho nên cũng đã dẫn tới náo động không nhỏ, được tiên viện liều mạng tranh đoạt. Thư viện thiên thần trở nên náo nhiệt, người của tiên viện và thánh viện bắt đầu tranh cướp môn đồ tới mức đỏ mặt tía tai, ai cũng không nhượng bộ, không ngừng tranh lấy thiên tài. Thạch hạo bị vây kín, hết người này lôi tới kẻ khác kéo tới nơi vắng vẻ, đều là những cao nhân của hai viện. Đồng thời, nhị trưởng lão cũng xuất hiện và đứng bên cạnh hắn, giúp đỡ tham mưu cho Thạch Hạo nên đi tiếp con đường như thế nào. Còn muốn biết, nếu như con gia nhập tiên viện thì phải chăng sẽ nhận được một hạt cổ trùng nào đó, có phải rất hoàn mỹ hay không? Thạch Hạo rất thẳng thắn, nói thẳng vấn đề mà mình quan tâm. Yên tâm đi tiểu đạo hữu, với tư chất của ngươi thì nếu như không đưa cho một hạt bảo trùng vô thượng thì chẳng phải đã làm hoang phí đi thiên tư hay sao? nhất định sẽ dành cho ngươi điều kiện tốt nhất để ngươi tu hành tới đỉnh cao nhất. Một lão quái vật vẫn ngược hứa hẹn. Hủ, nhị trưởng lão của thư viện thiên thần ho một tiếng rồi nhắc nhở thật nghiêm túc, nói, sao ta lại nghe được, những hạt cổ trùng của tiên viện đều đã có chủ cả rồi. Hắn chăm chọc như vậy cũng là vì muốn giúp thạch hạo đoạt được một hạt đạo trùng hoàn mỹ. Tên giá tiên viện kia, người đừng có gài bẫy kẻ khác chứ, cổ trùng sớm đã bị chia đều cho đám tiểu thiên vương cả rồi nếu để thiếu niên này vào viện của ngươi thì lấy bảo chủng vô thượng nào để dung hợp hả? Đây không phải là đang hại hắn à? Ông lão của thánh viện nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nói bậy, vẫn còn bảo chủng chưa dùng tới, một hạt trong số đó chắc chắn sẽ được dành tặng cho đệ tử từ thư viện thiên thần, lão quái vật của tiên viện thẹn quá hóa giận nói. Ta nghe được, hạt giống này tuy rằng sẽ được đưa cho thư viện thiên thần ta, thế nhưng về sau không phải là muốn tặng cho con cháu của trường sinh thế gia hay sao, nhị trưởng lão lần nữa châm phá. Sắc mặt của lão quái vật của tiên viện trở nên đỏ bừng, cắn răng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, sẽ liên hệ ngay với tiên viện, để bọn họ tìm ra một hạt giống hoàn mỹ. Nói cho cùng thì những hạt giống đó đều đã có chủ cả rồi, người không làm chủ được và cũng không thể thay đổi được, rồi còn phải đi tìm kiếm nữa chứ nói thì dễ nhưng ngươi vững tin sẽ tìm được không lão già của thánh viện chế nhạo sau đó nhìn về thạch hạo nói cháu a à, đừng nên đi tiên viện làm chi rất nhiều thứ sớm đã được định trước rồi sau khi cháu tiến vào đó cũng không thể cạnh tranh được với người ta đâu ngươi ánh mắt của lão quái vật tiên viện chẳng hề tốt lành gì tựa như hai tia chớp sáng bóng thế nhưng biết phản bác ra sau đây mấy hạt cổ trùng vô thượng quả thật đã được định sẵn từ trước rồi hiện giờ không cách nào thay đổi được trên thực tế, có một vài hạt cũng đã bị người khác dung hợp, vậy biết đi tìm nơi đâu. Lão già nhà ông cần phải hiểu là yêu quý nhân tài hay là làm lỡ bước của người ta, ông lão của thánh viện chém thêm một đau nữa. Nếu không đi tiên viện ta thì chẳng lẽ thánh viện ngươi sẽ tốt ư, lão quái vật của tiên viện cười gàn, cũng nhằm vào điểm yếu của viện này, nói, đi con đường kim thế pháp này, chính là tu hành thể phách ở cường độ cao, cần phải có những tiên chân vô thượng, trường sinh dược vậy các ngươi sẽ cam lòng buông bỏ à mấy thứ đó sớm đã đưa hết cho người cần dùng rồi tâm đầu huyết của chân long gì gì đó hơn nửa đã định được người nhận còn tinh huyết niết bàn của thiên phượng thì sớm đã có người kế thừa ngay cả những thứ khác cũng không thể cung cấp được những lời này không chỉ khiến thạch hạo kinh hãi mà ngay cả nhị trưởng lão của thư viện thiên thần cũng run rẩy trong lòng cốc gác của thánh viện thật là kinh người ngay cả những thứ này mà cũng có tâm đầu huyết của chân long tinh huyết niết bàn của phượng hoàng máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của thiên giác nghĩ, những thứ này cũng chẳng phải là máu huyết bình thường, đều là những tinh hoa trong tinh hoa của huyết dịch bản thân. Một chân long thì có mấy giọt tâm đầu huyết chứ? Tài nguyên như vậy, tích lũy như vậy thật sự khiến người khác phải biến đổi sắc mặt. Tài nguyên của thánh viện ta rất phong phú, thiên tài địa bảo có vô số, lượng sách tạo hóa trên cửu thiên này, chắc chắn thạch hạo sẽ không thiếu một phần, trưởng lão của thánh viện vỗ vỗ ngực. Ha ha. Người có thể quyết được à, những thứ đó đều đã định cả rồi, đừng tưởng rằng ta không biết, lão quái vật của tiên viện cười to. Thạch hạo yên lặng một hồi, quả nhiên hai viện chẳng hề đơn giản chút nào, ngay cả những bảo liệu nghịch thiên như vậy cũng có, thế nhưng đều đã có chủ cả. Nhị trưởng lão của thư viện thiên thần lên tiếng, tranh thủ tranh lấy các thiên tài địa bảo cho thạch hạo, nói, các vị cũng đều biết, người này có thiên tư siêu tuyệt nếu như tiến vào tiên viện hay thánh viện, không đạt được cổ trùng, không lấy được tâm đầu huyết chân long, vậy thì tới đó có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngay cả kinh văn, chúng ta cũng có thể đi tìm cho hắn. Yên tâm, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của thiên giác nghỉ thánh viện chúng ta vẫn còn đôi chút, sẽ đưa cho thạch hạo, hắn vốn đã giống như luyện thể sĩ, đưa thứ này thì quá hợp luôn, ông lão của thánh viện cười nói. Quên mất, Nghe nói loại máu này vô cùng quý giá nên không thể còn sót được, chắc chắn đã được phân chia rồi. Sau này khi trở lại ngươi lấy có mỗi một giọt thì có ý nghĩa gì? Lão quái vật của tiên viện cười nhạo. Hai vị tiên bối chỉ cần tỏ rõ thành ý thì ta sẽ cố gắng nói đỡ đôi chút với Thạch Hạo, giúp hắn đi tới đó để được đào tạo chuyên sâu hơn, nhị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần nói. Rất nhanh, người của tiên viện cùng với người của Thánh viện đều nhanh chóng hành động, cả hai cáo từ rời đi, tiếp đó từng người lấy ra một tế đàn nhỏ bắn xương trắng rồi bắt đầu cùng tế tế đàn bắn xương trắng tỏa sáng rồi trở nên mơ hồ sau khi bọn họ viết xong cốt thư thì đưa vào tế đàn và chờ đợi kết quả đáp lại đây là đang nối liền với vực ngoại vô cùng xa xôi chờ đợi trong thời gian rất lâu khu vực thạch hạo trở nên yên tĩnh mà cũng trong lúc đó thư viện thiên thần lại vô cùng náo nhiệt một vài đệ tử thiên tài đều bị vây kín tu sĩ hai viện cực lực mời chào cái gọi là đắc đạo thành tiên chính là cảnh giới tối cao của việc tu hành là mục tiêu cuối cùng của mỗi một tu sĩ nếu như không chọn tiên viện thì chắc chắn sẽ là tiếc nuối cả một đời của các người có người của tiên viện đang treo kéo thiên tài thôi bỏ đi tiên cổ đã diệt nên đã đủ chứng minh tất cả rồi loại pháp đó sớm đã lạc hậu rồi không đáng để tôn súng đống giấy lộn đó thành kinh điển người thánh viện cười khẩy đồng thời nhấn mạnh kim thế pháp mới là con đường duy nhất là nơi hy vọng được đặt vào Hai viện tranh giành, những anh tài kia trở thành đối tượng để đấu đá. Rất nhanh, rất nhiều người của Thư viện Thiên Thần đã đưa ra quyết định, không ai do dự nữa, kỳ thực bọn họ sớm đã có lựa chọn từ lâu. Đám người thập quan vương, trích tiên, lục đà tiến vào tiên viện, bạch y minh xuyên, vương hy thì tiến vào thánh viện. Vương Hy vốn có ý định tiến vào tiên viện thế nhưng dưới sự can thiệp của gia tộc mình nên cuối cùng đành đi tới thanh viện, nơi đó có một vị nhân kiệt tuyệt đại có thể sẽ trở thành hôn phu của nàng. Các ngươi đừng có lôi kéo ta nữa, chắc chắn ta không đi tiên viện đâu, ta sớm đã quyết rồi, ta muốn đi thánh viện, tên mập tào vũ sinh hết lớn. Đám người tiên viện tức tới phát điên, vừa nãy khi thạch hạo quyết chiến với cửu u ngao thì hắn đã chế giễu xỉ nhục bọn họ, vậy thì làm sao có khả năng tới mời cháu chứ? Hắn đang tự sướng đó mà, một vị trẻ tuổi của tiên viện nói. Không mời chào ta, vậy các ngươi tới đây làm gì đó hả, tào vũ sinh đắc ý nói chúng ta tới để xin lỗi vị tiểu tiên tử này mà thôi tu sĩ trẻ tuổi của tiên viện đồng thời nhìn về phía thái ông ngọc thỏ cái gì con thỏ này vừa nãy còn lo ó muốn ăn thịt của cựu u ngao đó nghe không ngừng nghĩ ra thực đơn là hấp hay luộc đó vậy các ngươi cũng muốn nàng hà tào vũ sinh nói thẳng khóe miệng của đám người tiên viện co giật, bọn họ cũng không hề muốn mời chào tiểu cô nương này, chỉ là do nhìn thấy nàng đang ôm một ấu thú kỳ lân thuần huyết nên mới nhắm tới mà thôi. Đồng thời, một lão quái vật tự mình đi tới. Thú nhỏ kỳ lân của ta ngày thường rất thích ăn thần dược, gần như 10 ngày thì ăn một cây, các ngươi cung cấp đủ chứ, thỏ nhỏ cười hì hì, tưởng thứ này là củ cải chắc, trong lòng mọi người khinh bỉ nhưng ông lão kia vẫn nở nụ cười tươi trên môi, nói, những chuyện này đều có thể nghĩ biện pháp để giải quyết. Tiểu đạo hữu, có nguyện gia nhập thánh viện ta không? Một ông lão đi về phía tàu vũ sinh. Đương nhiên, tên mập hùng hục chạy tới, đám người tiên viện mặt mày tức giận muốn ra tay đập hắn một trận. Sau đó không lâu thì thư viện thiên thần không còn ồn ào nữa, ai cũng đều đưa ra chọn lựa của mình. Thạch hạo, người muốn đi tiên viện à, Người cũng chỉ mới đánh bại cựu U Ngao thôi, chắc chắn sẽ có một trận chiến nữa với tiểu thiên vương, như vậy rất dễ bị gây khó dễ đó. Tào vũ sinh chạy tới rủ dây hắn tới thành viện. Sau đó, một đám người quen xuất hiện, ngoại trừ thanh y muốn đi tiên viện ra thì những người khác đều chọn thành viện cả. Ta đang đợi tin, thạch hạo đáp, hắn muốn xem hai viện sẽ làm gì với hắn. Sau đó không lâu thì lão quái vật của tiên viện xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi mặt màu cau có khó mà mở miệng tiền bối có chuyện gì xin mời nói thạch hạo nhìn ra vẻ lưỡng lự của hắn mấy hạt cổ trùng đều đã định sẵn cả một hạt trong số đó đã đưa cho người của thư viện thiên thần ngươi rồi là trả lại một ân huệ mà trường sinh thế gia kia từng dành cho tiên viện lão quái vật than thở sau đó hắn bổ sung ngay nói người yên tâm chỉ cần tìm được một cổ trùng mới thì chắc chắn sẽ đưa cho ngươi thạch hạo lắc đầu không hề nói gì đám người tào vũ sinh cũng im lặng không có chen vào giúp thạch hạo các ngươi cũng thấy đó thạch hạo đã đánh bại cửu u ngao loại thiên tư như này thì có mấy ai so sánh được ngay cả hắn cũng không thể nhận được một hạt cổ trùng vô thượng ư như vậy thì ai có tư cách sở hữu chứ thư viện như vậy tốt nhất đừng tới quá bất công những người khác đều bất bình cảm thấy tiên viện chẳng hề công bằng gì cả đi thành viện cũng không phải là không có nơi để tới bọn họ dồn dập hô lớn lão quái vật của tiên viện lùng túng, hắn vô cùng tức giận thế nhưng bên trên không đồng ý, nói rằng những hạt cổ trùng sớm đã phân phối xong xuôi, hiện giờ không thể nào thay đổi được. Thạch hạo thở dài, nói cho cùng thì tiên viện có quá nhiều nhân tài, có người như tiểu thiên vương, hơn nữa cũng không chỉ có một có hai, cho nên lão quái vật này không thể thay đổi được gì. Ông lão của thánh viện cũng đã quay lại, dáng vẻ lung túng, nắm tay xoa xoa dậm chân đấm ngực, nói, chậm một bước rồi, những chân huyết kia đều đã phân định cả. Lần này, đám tàu vũ sinh càng bất mãn hơn, nói, trưởng lão, vậy chúng ta tới thánh viện còn có ý nghĩa gì chứ? Thứ tốt đều đã phân xong, vậy thì có lợi gì? Chúng ta sẽ giúp các ngươi tẩy tùy phạt mạch, như vậy cũng có thể mở ra tiên phủ, tới lúc đó lại nhận được tiên huyết thì sẽ tạo nên căn cơ đại đạo, trưởng lão thề non hẹn biển. Đám người không hài lòng, chẳng hề vui vẻ gì yên tâm, tới lúc đó sẽ mặc cho mọi người xem các loại điển tịch vô thượng, xem như bồi thường. Ông lão của Thánh viện hứa hẹn, hắn không chỉ coi trọng thỏ nhỏ, tào vũ sinh, mà còn muốn thống qua bọn họ để lôi kéo thạch hạo. Nếu như vậy thì thạch hạo cứ ở lại thư viện thiên thần đi, giúp hắn đánh chắc căn cơ đại đạo thì thư viện ta cũng có thể làm được, đúng lúc này thì nhị trưởng lão của thư viện thiên thần lên tiếng. Việc này làm cho những lão quái vật của Thánh viện cùng với tiên viện đều biến sắc, không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ lên tiếng ngăn trở. Thạch hạo cười nói, được, con sẽ ở lại thư viện thiên thần, hắn chẳng hề do dự đưa ra lựa chọn. Người trẻ tuổi, người cần nghĩ thật kỹ, nơi phù hợp nhất để tu tiên ở trong cửu thiên thập địa này chỉ có mỗi tiên viện ta thôi. Tiểu đạo hữu, Thánh viện có hàng loạt động phủ, vô số thần chân cùng với rất nhiều điển tịch, nơi đó mới là nơi để ngươi được đào tạo chuyên sâu. Hai viện không ngừng khuyên can, ai cũng muốn dẫn hắn về viện mình. Thôi bỏ đi, nơi đó anh tài quá nhiều, thiếu đi mình con thì cũng chẳng là gì cả, con ở lại thư viện thiên thần vậy." Thạch Hạo từ chối. Hắn cảm thấy hai viện chính xác là như thế, kỳ tài mút trời quá nhiều, cho nên cũng có chút đắn đo và không coi trọng hắn cho lắm, thà như vậy không bằng cứ ở lại cho rồi. Chứ cứ ở lại thư viện thiên thần được nếu như sau này nơi đây không còn gì để dạy nữa thì hẳn tới sau nhị trưởng lão nói thôi được rồi bên trên đã quyết rồi vài năm nữa thì động phủ của cả ba viện có thể sẽ di chuyển vào trong một tiên thổ vô thượng nào đó tới lúc đó sẽ rất thuận tiện để gặp nhau lão quái vật của tiên viện suy nghĩ đôi chút rồi nói tin tức này quá kinh người khiến cho đám người tàu vũ sinh cổ kiếm vân phượng vụ trần kinh đúng đó ông lão của thánh viện cũng gật đầu đã tới lúc từ biệt, Thạch Hạo đứng nơi cửa lớn của thư viện tiễn biệt đám bạn cũ, nhìn bọn họ rời đi thì chỉ biết gửi những lời chúc phúc chân thành nhất mà thôi. Trong thiên địa sắp nổi lên đại loạn, khả năng hiện tại là lúc yên tĩnh cuối cùng, bọn họ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, đây là thời khắc cực kỳ trọng yếu của tất cả mọi người, cần phải nhanh chóng quật khởi. Thư viện thiên thần yên tĩnh, một mình Thạch Hạo thận thờ bước trên con đường bằng đá, yên lặng suy tư về pháp của chính mình cùng với con đường trong tương lai trong một khu từ trúc lâm, sương mù che kín và một bóng người xuất hiện, chân thân của đại trưởng lão xuất hiện. Ta cho ngươi 10 ngày, cẩn thận suy nghĩ lại con đường trong tương lai. Sau khi nghĩ kỹ thì tới tìm ta. Sau khi nói xong thì đại trưởng lão biến mất. hắn rất ít xuất hiện, là một trong những người mạnh nhất của cửu thiên thập địa này, ngay cả lão quái vật của tiên viện cùng thánh viện cũng phải kiêng kỵ đôi phần. Hắn cũng là một trong những tồn tại lâu đời nhất của cửu thiên thập địa này. Thiên địa yên lặng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng rồi bình tĩnh suy tư, tiếp đó hắn lại lấy ra vài thứ rồi cúi đầu quan sát. Một quan tài cổ từ ba ngàn châu, bên trong có phòng ấn một bộ ngọc thạch thư là hắn đã thu hoạch được trong di tích tiến cổ. Tiếp đó, hắn lấy ra một hộp đá, đây là thứ thần bí nhất, lúc đại chiến thiên tài ở ba ngàn châu thì hắn đã đạt được ở nơi sâu nhất trong di tích tiến cổ, Hắn là còn quý giá hơn cả ngọc thạch thư trong quan quài cổ kia nữa. Tiếp đó, thân thể của Thạch Hạo hơi phát sáng, một hạt giống xuất hiện, lúc to lúc nhỏ chẳng chút hình dạng cụ thể nào, nó mang theo khí hỗn độn cùng với từng luồng ánh sáng thần bí dập dờn. Thứ này tựa như là cuống rốn của thiên địa, thay ngén ra tiên chân, chưa có hoàn thiện nên còn chưa xuất thế, thứ này cũng được mang từ ba ngàn châu lên, hắn đạt được trong mỏ quảng cổ của thiên nhân tộc. Những thứ này rất quan trọng, khả năng có quan hệ tới con đường trong tương lai của hắn, thạch hạo không ngừng suy tư rừng từ trục rất yên tĩnh, chẳng một ai quấy dày, từng cây trúc phát ra ánh tím lấp lánh, từng phiến lá đung đưa nhẹ nhàng, cùng với làn khói tím mỏng manh đang lan tỏa. Bên cạnh con đường mòn được lát từ những tảng đá cội chính là dòng suối đang chảy dốc rách, chúng chảy xuyên qua từng ngọn dễ trúc trong suốt như ngọc thạch, thì thoảng sẽ phát ra những tiếng gì rào rất êm tai. Thạch hạo tĩnh tọa quan sát cẩn thận những thứ nơi tay, trong lòng không ngừng suy tư, con đường sau này của mình sẽ đi như thế nào chỉ dựa vào những thứ này thì có thể bước lên con đường tu cổ pháp hay không? hắn không biết hạt giống kỳ dị này như thế nào cả, thậm chí cũng không biết bên trong đang thay ngén ra thứ gì. trước kia tề đạo lâm cũng chỉ nói là một loại tiên kim nào đó. nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn còn một lựa chọn khác, không nhất định phải đi theo con đường cổ pháp này, vẫn còn kim thế pháp đang chờ ở trước mặt. Hắn đã tu thành động thiên duy nhất mà trước nay chưa từng ai tu qua, nếu như không xem xét về hạt giống hoàn mỹ này thì có thể từ bỏ cổ pháp, tiếp tục kiên định bước trên con đường kim thế pháp. Chỉ là Thạch Hạo có chút không cam, hắn rất muốn tu cổ pháp trước rồi mới tới kim thế pháp, hai cánh cùng dang rộng, tham khảo lẫn nhau để rồi thông hiểu đạo lý. Tư tưởng của hắn rất lớn, không phải là tự phụ và kiêu ngạo mà là bị bức ép phải như vậy. Người của dị vực quá mạnh mẽ, đã đánh bại tiên dân của thời tiên cổ, thậm chí từng đã giết qua tiên. Kết quả này quá thảm khốc, làm người người sần gai tóc, không thể không kính sợ, cho nên cần phải có sức mạnh thật mạng mẽ mới có thể chống lại được. Thạch hạo khát vọng sức mạnh, hy vọng trở thành người nằm trong hàng ngũ mạnh nhất, đứng trên đỉnh núi cao, như vậy thì mới có khả năng bảo vệ mình, mới có thể giành được chút hy vọng thắng lợi trong quá trình chính chiến cùng với dị vực tương lai sau này một chiến trường hùng vĩ chắc chắn sẽ có chân tiên giáng lâm, hấp dẫn bất hủ già hơn một kỷ nguyên trước, chỉ vừa tưởng tượng thôi thì nhiệt huyết của Thạch Hạo đã sôi trào, đó mới là một trận chiến tự thế. Hắn không muốn trở thành kẻ tầm thường, không muốn trở thành cát bụi trong lịch sử, mà muốn sống sót, muốn được tham dự trận chiến đó, bảo vệ người thân bằng hữu mình nếu như có thể, hắn hy vọng sẽ xoay chuyển được càn khôn, sửa lại lịch sử, chiến thắng trong vẻ huy hoàng, chứ không phải để cả đời này héo tàn biến mất khỏi thời gian. Thạch Hạo thu hồi kinh thư, kiếm thai đại la, nguyên thủy chân dài, chỉ để lại mỗi hạt giống kia, nó vẫn không ngừng biến hóa như trước, lúc to lúc nhỏ và ngập tràn khói mờ hỗn độn. Loại hạt giống này không cách nào đánh giá và không cách nào biết được cấp bậc, hắn nghi rằng, có thể hạt giống này không cách nào hợp đạo được trượt tù kim thế pháp, sau đó tu cổ pháp ư, thạch hạo lầm bẩm nếu như hạt giống này không thích hợp thì chỉ đánh chọn cách này. Nhưng, tu kim thế pháp, đột phá cực hạn thì cần hàng loạt thiên tài địa bảo, hắn vẫn còn nhớ. Khi hắn sáng tạo ra động thiên duy nhất thì liễu thần từng lấy chất lỏng tinh túy nhất của mình trợ giúp cho việc đột phá của hắn. Hiện giờ vẫn là thế, theo như người của Thánh viện từng nói, tốt nhất là phải dựa vào những thứ như tâm đầu huyết của chân long, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của thiên giác nghĩ, dựa vào chúng để mở ra các thần tàng trong cơ thể như động thiên, hóa linh. Thư viện thiên thần có à? Thạch Hạo biết, trong thư viện có phượng hoàng huyết không thuần thế nhưng đều đã phân chia cả, mà hiện giờ hắn lại cần tinh huyết tinh túy cũng không cần tới 10 ngày, ngay trong ngày hắn đã tới cầu kiến đại trưởng lão, hắn không muốn làm trễ nãi thời gian, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá với hắn, không thể để lãng phí được. Nơi nghỉ ngơi của đại trưởng lão rất đơn sơ, chẳng phải là Linh Sơn, cũng không phải khu rừng cây liên miên thần mộc, mà là bên trong một vùng đầm lầy. Một ngôi nhà tranh rất đơn giản, không ý vị đại đạo, không hề tiên khí, rất mộc mạc. Chu vi của ngôi nhà tranh là những bờ đê trên nền bùn nhão chẳng hề nối liền với nhau, chúng được bố trí xung quanh ngôi nhà, thì thoảng có thể bắt gặp được những chủ cá bơi lội bên dưới. Đại trưởng lão với một thân áo tối màu đang ngồi ngay ngắn bên trên tảng đá lớn màu nâu, tay cầm một cần trúc câu cá, thử thái và yên bình. Thạch hạo cúi chào, lặng lặng chờ đợi chứ không có quấy rầy, bởi vì hắn nhìn thấy tựa như có thứ gì đó đang cắn câu miếng mồi rất tinh tế, tản ra mùi hương thơm ngát tựa như là một cây thánh dược lấp loài hào quang. Nếu như không phải ở bên trong nước thì chắc chắn hương thơm sẽ vô cùng nồng đậm. Việc này khiến Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, là đang cầu thứ gì mà lại dùng tới thánh dược làm mồi, quá xa xỉ mà. Cần trúc uốn cong xuống, hiển nhiên đã có thứ căn câu, đại trưởng lão nhấc nhẹ lên và một sinh linh lộ lên khỏi mặt nước, nó không ngừng há miệng cắn lấy khúc thánh dược ấy. Đó là một con rùa trắng dài hơn một thước, mai rùa tựa như dương chi ngọc đầy kỳ lạ, chiếc đầu trắng bóng của nó lại giống như đầu hổ, hoàn toàn khác biệt với những con rùa bình thường khác. Ngay cả chiếc ruôi cũng dài tới hơn một mét tựa như đuôi rắn. Là rùa à, tại sao lại quái dị như thế chứ, rồi lại dùng thánh dược để câu. Trong lòng thạch hạo chợt lóe lên như nhớ ra chuyện gì đó, thần quang trong mắt lan tỏa, nói là bát chân quy. Thứ chết tiệt tham ăn này lại phá đi tâm tình thả câu của ta, đại trưởng lão cười nhẹ rồi vung mạnh một cái, thả rùa đầu hổ trắng như tuyết vào trong đầm lầy. Bát chân quy là vật đại bổ đó, bất thình lình thạch hạo nuốt một ngụm nước bọt, thứ này rất quý giá, được mệnh danh là một trong bát chân thời Thái Cổ, là mỹ vị hiếm có trên thế gian. Ngoài ra, sự bổ huyết của nó được mệnh danh là đệ nhất, dù cho ai khô cạn tinh lực mà dùng nó thì chắc chắn sẽ mang tới hiệu quả bổ sung những hao tổn. Đây chính là thứ yêu thích nhất của những tu sĩ già nua, không một ai có thể ngăn nổi năm tháng, sẽ luôn có lúc tinh lực suy yếu, thân thể khổ quốc. Bát chân Quy này có thể trì hoãn lại xu hướng suy tàn, tuy rằng không thể ngăn cản được sự già yếu của nguyên thần, thế nhưng nó có thể tầm bổ và giúp thân thể thêm cường chán hơn. Thạch Hạo không nghĩ tới, trong những bờ đê bùn nhão này lại có thứ này, chẳng trách đại trưởng lão lại dùng thánh dược để thả câu, qua giá trị chỉ là hắn không hiểu tại sao lại thả nó đi. Thứ ta muốn câu không phải là nó, mà là sinh linh ở bên trong một động phủ, chỉ là con vật kia quá tinh danh, thả đã mấy năm rồi mà chưa hề mặc câu. Đại trưởng lão mỉm cười như nhìn thấu được tâm tư của hắn. Thạch hạo kinh hãi, thứ này còn hy hữu hơn cả bát chân quy, giá trị càng kinh người hơn, đó là vật gì? Hắn chấn kinh cả người, nghĩ ngay tới việc, lúc hắn vừa mới vào thư viện thiên thần thì nghe được một lời đồn bên dưới vị trí thư viện thiên thần tọa lạc có một động phủ tiên gia chưa được khai hoang và đang chờ để phá giải nghĩ tới đây thì hắn liền hiểu đầm lời này khả năng chính là nơi nối liền với động phủ tiên gia bên dưới lòng đất kia cũng khó trách nếu không dựa vào bản lĩnh của đại trưởng lão thì cần gì phải dùng mồi câu chứ trực tiếp bắt ngay vào tay là được cũng chỉ có tòa động phủ kia mới có thể ngăn cản được hắn đến sớm vậy à người đã nghĩ ra con đường trong tương lai rồi à đại trưởng lão hỏi Dạ, Thạch Hạo gật đầu đầy trịnh trọng, nói, bất kể là cổ pháp hay là kim thế pháp, con đều muốn học. Trong mắt của đại trưởng lão loay lên tia sáng, lần đầu tiên quay đầu nhìn hắn, bộ áo tối màu phần phật trong gió, hắn tuy rằng tuổi tác rất lớn, tóc bạc phấp với thế nhưng trong vẻ bình thản ấy lại lộ ra một luồng uy thế kinh người. Thế nhưng, rất nhanh sau đó thứ uy thế này liền biến mất và cũng chính trong tích tắc này, Thạch Hạo tựa như từ trần gian hãm sâu xuống địa ngục và rồi quay trở lại nhân gian, trong nháy mắt đó vô cùng đáng sợ. Bị đại trưởng lão tập trung chỉ trong nháy mắt đã khiến cho máu huyết khắp người hắn như đông cứng lại, ngay cả tư duy cũng trở nên trống không, tựa như đang đối mặt mới thập hung phục sinh. Một sinh linh lại có thể khủng khiếp như vậy. Tư tưởng của ngươi chẳng hề nhỏ tí nào, đại trưởng lão lên tiếng, khôi phục lại vẻ bình thản vốn có. Bởi vì con biết, rất có thể kỳ nguyên này sẽ lần nữa heo úa, vạn linh đều diệt, còn không cam lòng, đại trưởng lão cũng không cam lòng. Hết thảy sinh linh trên cửu thiên thập địa này đều không cam lòng, việc mà toàn bộ chúng ta có thể làm chính là bắt đầu từ bản thân mình, còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, còn muốn thay đổi tất cả những thứ này. Giọng nói của Thạch Hạo trầm thấp biểu đạt sự quyết tâm, hắn nói rõ nguyên do của bản thân, hắn muốn càng mạnh mẽ hơn nữa, sẽ không hề sợ hãi các lộ cao thủ của dị vực. Tù cổ pháp cần phải có đạo trùng, với tư chất của ngươi mà không có một hạt cổ trùng vô thượng thì quá đáng tiếc. Đại trưởng lão đề cập lại vấn đề này. Thạch Hạo nhíu mày, nói thẳng, con tin rằng, một khi thư viện giữ con lại thì chắc chắn có thể giúp con tìm được một hạt. Quả thật hắn có ý nghĩ như vậy, đặc biệt là thấy môi cầu vừa nãy của đại trưởng lão, nghĩ tới việc bên dưới thư viện còn có một động phủ tiên gia đang chờ khai quật, làm cho hắn cảm thấy hy vọng càng lớn hơn dưới lòng đất có một tòa động phủ thế nhưng chưa chắc đã có hạt giống. Loại này dù là ở kỷ nguyên tiên cổ cũng hiến thấy dị thường, rất khó để tìm thấy. Đại trưởng lão than thở. Con cũng đã chuẩn bị sẵn một viên, thế nhưng cũng không biết có thích hợp hay không nữa. Thạch hạo lấy ra một hạt giống được hỗn độn bao quanh và không ngừng biến hóa. Ồ, hạt giống này có chút thú vị đó, vẫn còn chưa thành hình và đang trong giai đoạn trưởng thành, thay ngén tạo hóa thiên địa ánh mắt của đại trưởng lão trở nên thâm thúy như muốn nhìn thấu cả cửu u. Đại trưởng lão, hạt giống này như thế nào, thạch hạo thỉnh giáo. Không đơn giản, vô cùng quý giá, thế nhưng hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn thai nghén, cũng không biết chờ đợi tới khi nào nữa, đại trưởng lão lên tiếng, rất coi trọng hạt giống này. Đồng thời, hắn hỏi rõ về nơi đã tìm được, thạch hạo cẩn thận trả lời, rồi lại nói, trước kia con cũng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà giành được vốn muốn dùng cuống rốn thiên địa này thái nghén ra bản thân của con, chứ không phải chờ cho tới khi nó trưởng thành rồi dung hợp vào trong cơ thể. Có ý hay, để ta truyền cho ngươi một môn đạo pháp tương hỗ, rất có thể sẽ thành công đó, hai mắt của đại trưởng lão léo lên thần mang. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, đây bất quá cũng chỉ là ý nghĩ lúc trước mà thôi, hiện giờ vẫn không biết nên thực hiện hay là buông bỏ nữa. Trong thiên địa này thì có mấy hạt bảo trùng vô địch chứ, toàn bộ từ xưa tới giờ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù tiên viện có tới mấy viên thế nhưng đều là của tiên dân hơn một kỷ nguyên trước cố ý lưu trữ lại, chứ không rất khó cầu được, đại trưởng lão nói. Hắn đi khắp cửu thiên thập địa này hòng tìm kiếm dù chỉ một viên, thế nhưng vẫn thất bại, rất khó để đạt được một hạt sống hoàn mỹ trong giới phần có, hắn cũng đã tới tìm kiếm thế nhưng vạn đạo thụ, thiên chủng cũng đều không cách nào đoạt được, tất cả đều được người bảo vệ nên không cách nào quấy phá, đều không sẽ xảy ra biến cố kinh thiên. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Mà điều này cũng đã minh chứng thêm về sự hy hữu và quý giá tuyệt thế của đạo chủng hoàn mỹ. Cũng chính vì như thế, đại trưởng lão đã lật xem không biết bao nhiêu sách cổ, tìm hiểu kinh nghiệm và trí tuệ của tiền nhân. Cuối cùng, rút cuộc hắn cũng có chút thu hoạch, thế nhưng con đường kia lại đứt rời. Không có đạo trùng vô thượng, vậy thì lấy thân làm trùng, tế luyện chân ngã, đây chính là lời nói của đại trưởng lão. Thạch hạo giật này cả mình, ý tưởng này vô cùng kinh người, lấy bản thân làm đạo trùng, căn bản không hề mượn nhờ vật ngoài, cứ thế để thân thể thành đạo, nguyên thần quý nhất, diễn biến chân ngã. Việc này làm như thế nào? Sở dĩ chọn âm dương trùng, cây non thế giới thụ, hạt giống của mô hình vũ trụ, đó là vì chúng nó hoàn mỹ là hoàn mỹ thật sự trời sinh trở thành đạo dùng hợp như thế mới có thể bước ra con đường trí cao vô thượng mới có thể hợp đạo thành tựu con đường vô địch hiện giờ lại nói một câu rất đơn giản lấy thân làm chủng việc này có thể được hay không bản thân có thể vượt qua được hạt giống của mô hình vũ trụ vạn đạo thụ thiên chủng hay không đây kỷ nguyên tiên cổ có ai thành công không vậy ạ à? thạch hạo hỏi dò đều thất bại, hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là tự đẩy mình vào con đường chết, đại trưởng lão bình thản đáp. Đây là một con đường cụt, anh hùng không thể quay trở lại, ở thời đại thiên tài lớp lớp kia thì mỗi một anh kiệt tuyệt thế bước lên con đường này đều phơi thây bên trên. Rất nhiều người bỏ mạng và cũng có đôi ít người may mắn còn sống, thì nhưng đều trở thành tàn phế, chán nản từ bỏ, ánh sáng bản thân không còn được rực rỡ như trước nữa dựa vào giọng điệu được ghi lại trên cốt thư để hình dung con đường này bị chia cắt bên trên bị vực sâu tăm tối chia lìa mơ hồ có thấy được tiên khí ngập tràn nên mê hoặc người khác tiến vào nhưng hết vị kỳ tài này tới vị kỳ tài khác bước lên thì đều rơi cả xuống dưới vực sâu ấy rơi vào nơi được gọi là vạn kiếp bất phục thạch hạo nhíu mày con đường này quá hiểm ác có thể thành công được ư ở cổ đại thì hạt giống vô thượng sẽ có thể tìm được mấy hạt Tổng cộng lại từ xưa tới giờ thì vẫn có thể đếm ra được, rồi có thiên tài cái thế đi tới bước kia và không có đạo chủng để dung hợp, hắn không cam lòng nên chỉ có thể liều mạng đi vào ngõ cụt này. Đại trưởng lão than thở. Thạch hạo im lặng, hắn có thể hiểu được tâm tình này của bọn họ, cũng như hắn, hiện giờ tràn ngập vẻ không cam, không muốn như bình thường mà muốn dung hợp cổ trùng mạnh mẽ nhất, không muốn bị bỏ lại ở phía sau. Hắn muốn thoát lên trên, muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thần đạo. Những nhấp nhô ven đường đi hắn nhất định phải vượt qua được, hắn không thể dừng lại, không thể nào dừng chân được. Cũng chính vì không có âm dương trùng, vạn đạo thụ, cho nên mới có người gắng gượng đi lên con đường này. Người muốn chọn nó ư? Đại trưởng lão hỏi. Con đường này rất gian nan, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, rất khó để tới được mục tiêu. Đây là lựa chọn khi và chỉ khi các kỳ tài không có bảo trùng hoàn mỹ cho mình. Nếu như không muốn một cách tầm thường thì chỉ có thể vượt nguy nan tiến lên con muốn đi theo con đường này. Cuối cùng Thạch Hạo đưa ra quyết định, ánh mắt đầy kiên nghị. Cùng với việc sinh hoạt bình thường thì không bằng cứ để sinh mệnh thỏa thích bùng cháy, lan tỏa, chết thì chết, còn không thì chính là thoát ra, có thể phá kén bay nhảy lên trên. Hắn hiểu rõ đại thế, biết tương lai sẽ tàn khốc tới cỡ nào, bởi vậy mới không hề sợ tử vong, muốn tranh đấu một chân ngã bên trên đồng thời thạch hạo cũng hiểu đại trưởng lão cũng sẽ không chỉ bảo cho hắn một con đường chết chắc chắn cũng nắm được một vài phần nếu như hắn biết rõ là phải chết thì hà tất phải giữ mình ở lại thư viện thiên thần làm gì tốt ngươi đã có quyết tâm bước lên con đường này thì ta cũng yên lòng rồi chỉ sợ ngươi sẽ lóng ngóng trước sau lo được sợ mất mà thôi đại trưởng lão nói trên gương mặt của hắn tỏa ra hào quang, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khen ngợi, nói, không có đường thì tự chúng ta tạo ra một con đường, siêu việt qua cổ nhân, đều không dựa vào đâu để vượt qua được dị vực. Đại trưởng lão nói thẳng, hắn sẽ không hại thạch hạo. Trí tuệ của tiền nhân được tích góp đời này qua đời khác, tất nhiên đều là những ngõ cụt cả. Khi phát triển tới giai đoạn cuối thì đã nghĩ ra được nhiều biện pháp để nghiệm chứng đại đạo của việc lấy thân làm trùng. Đại trưởng lão từng khai quật qua các động phủ tiên gia, hơn nữa cũng không phải chỉ đôi ba cái, Thư viện Thiên Thần có thể tiến tới một bước như hiện tại cũng là vì những tích góp của các tài nguyên này. Vì vậy, hắn cũng nắm giữ không ít cuốn sách bí ẩn cổ đại, cùng với một vài phương pháp tu hành được ghi chép trên ngọc thạch thư không cách nào tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão không ngừng tổng kết tập hợp lại những thứ có liên quan tới việc lấy thân làm chủng điêu gom hết lại, hơn nữa còn mời những cao thủ vô thượng đương đại tham mưu, cho nên về phương diện này cũng có đôi chút thành công đặc biệt khi nhìn thấy Thạch Hạo thu được viên hạt giống kỳ dị này thì cảm thấy hy vọng thành công sẽ càng được gia tăng hơn. Đây là một cuồng rốn thiên địa, có thể tầm bổ bản thân, hóa thành đạo chủng. Những thư tịch này ngươi cứ cầm mà xem, đại trưởng lão đưa ra một đống ngọc thạch thư, tất cả đều được ghi chép bằng tiên văn tự thời cổ đại. Thạch hạo liền khoanh chân nghiền ngẫm đọc, những thứ này cũng không phải ghi lại những pháp môn hay là bí thật gì cả, chỉ là những suy diễn về việc lấy thân làm chủng cùng với những việc cần phải chú ý. Những quyển sách này cũng chỉ để tham khảo, khi ngươi thật sự muốn dung hợp đạo quả, lấy thân làm chủng, thành tựu giáo chủ thì sẽ có những kinh văn ngọc thạch chuyên môn khác nữa." Đại trưởng lão cẩn thận nói. "Muốn đột phá thiên thần cảnh thì chẳng hề dễ dàng như thế, đặc biệt là Thạch Hạo muốn đi theo con đường khác biệt, đi theo con đường không tầm thường thì càng phải cẩn thận hơn, cửu tử vật lộn nhất sinh." để cho ngươi xem những sách này là muốn ngươi hiểu rõ về phương hướng khái quát mà thôi chờ sau này khi các điều kiện đã sẵn sàng thì ngươi mới có thể đọc những kinh văn về đột phá cảnh giới tế luyện trần ngã thành tự cường giả cấp giáo chủ thạch hạo cẩn thận đọc suy đoán thấu đáo thể ngộ đại khái về sự gian khổ của con đường này nhưng hắn cũng chẳng hề sợ mà ngược lại còn có chút mừng rỡ bởi vì năm xưa khi tu tiên khí thì hắn từng đi qua con đường gian nan nhất hoàn toàn khác với tất cả mọi người lần này cũng coi như là nền tảng lột xác sâu hơn đương nhiên khi hắn cất bước tới điểm cuối của ngõ cụt này thì chắc chắn sẽ không có thứ gì để dựa vào được đại trưởng lão cẩn thận nhắc nhở khi đi tới sát mép ngõ cụt này thì sẽ xuất hiện một vài chuyện kỳ lạ mà không cách nào tưởng tượng được việc trải qua của từng người đều không mấy giống nhau ví như có người ở lúc quan trọng chợt thấy một chiếc lò luyện nó đột nhiên xuất hiện rồi luyện hóa vạn vật trong thiên địa có người nhìn thấy vô tận lông chim bồng bềnh. Một vài người của cổ đại vũ hóa phi tiên, còn có người nhìn thấy một đôi mắt tựa như là thiên đạo vô hạn, to lớn vô biên đang nhìn chăm chăm bản thân mình, còn có người thì vô cùng quỷ dị, không cách nào nói ra được lúc đó mình thể ngộ được thứ gì, hầu như những người đó đều ngã xuống như vậy. Thạch Hạo dùng tới ba ngày để đọc những điển tịch này, tiếp đó hắn nhắm mắt suy diễn thật lâu, và rồi nói với đại trưởng lão rằng mình đã hiểu rõ thần và tâm của ngươi đều đã chuẩn bị kỹ cả rồi, nhưng chuyện gì cũng cần phải ngừa vạn nhất, một khi thất bại thì rất có thể là thân tử đạo tiêu, đại trưởng lão nói. Con không sợ, thạch hạo nói. Chẳng có gì cả, tình nguyện đi chết, đây là tư tưởng của hắn, nếu như giống với những tu sĩ bình thường khác thì sau này, khi trên chiến trường thì nhất định sẽ bị tu sĩ dị vượt đánh giết một cách dễ dàng. Hắn hiểu rõ, ngay cả tiên dân cũng thất bại, cả tiên cũng từng bị giết. Nếu như không thể thay đổi thì kết cục khó sửa chữa, lại đi vào con đường bi kích của tiền nhân. Ông cần phải chuẩn bị đôi chút, đại trưởng lão nói. Đồng thời đây cũng là giúp cho việc đột phá của hắn càng thuận lợi hơn. Cần gì thế ạ? À? Cần các thiên tài địa bảo. Nếu như người thất bại thì chúng sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi. Nếu như người thành công thì có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, đẩy nhanh tiến trình. Đại trưởng lão nghiêm túc nói những thiên tài địa bào mà hắn nói tới cũng chẳng phải là loại tầm thường gì, chẳng hề có thứ nào gọi là phàm vật cả, giá trị của chúng đủ để hù chết người khác. Thạch hạo chỉ vừa mới ngày sơ qua mà đã tái xanh mặt mày rồi. Những thứ đó thật sự là rất khó tìm, ví như thiên phượng huyết, may là thư viện vẫn còn, tuy rằng không tinh khiết thế nhưng vẫn có thể tinh luyện ra một chút. Lúc trước, chính vì thư viện thiên thần có hoàng huyết trì nên mới hấp dẫn vô số thiên tài sinh gia nhập. Thái Dương Thần Đằng, Thiên Thần Thụ, Phục Sinh Thảo, kích Tà Thần Trúc, Đại trưởng Lão một hơi nói ra mười mấy loại thiên tài đại bảo. Sắc mặt của Thạch Hạo biến trắng, những thứ này đều thuộc cấp thần cả, biết đi đâu mà tin đây, quá đáng sợ, xa xỉ tới mức khó tin, làm cho trái tim của hắn đập lên liên hồi. Ngoài ra, còn có rất nhiều kỳ thảo, khoáng thạch khác nữa, đều là những chân phẩm hy thế. Còn có dẫn hồn liên, thiên thần thụ, phục sinh thảo, thạch hạo nhắm mắt nói ra vài loại đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc, ngay cả những thứ này mà Thạch Hạo cũng có thể tìm được đúng là ngoài ý muốn của hắn, chẳng hề đơn giản chút nào. Cuộc đại chiến của các thiên tài ở ba ngàn châu thì Thạch Hạo đã mang ra được rất nhiều chiến lợi phẩm từ trong di tích tiên cổ kia là thu hoạch lớn nhất của hắn.